Sống trong đền thần Việt Nam suốt 2 năm, Trang Khủng ăn chay hóa Phật khiến cả triệu người tới quỳ lạy cúng bái. Không ngờ sự thật rùng mình đằng sau. Rùng mình vì con trăng thoát ẩn thoát hiện một cách kỳ lạ tại ngôi đền mẫu linh thiêng khiến nhiều người nghi ngờ cũng phải tin sái cổ. Phải chăng phải mắt thấy tai nghe mới thực sự tin đây là câu chuyện bí ẩn nhất về con trăng sống nhiều năm trong ngôi đền mẫu linh thiêng, biến hóa khôn lường khiến ai cũng phải rùng mình. Con trăng được phát hiện tại ngôi đền Quốc Mẫu Ninh Cường, nằm trên địa phận xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Đây cũng chính là nơi thờ Thượng Đẳng Thần, Quốc Mẫu Bà Hoàng Tứ Vị Thánh Nương và còn là nơi phối thờ linh vị Hai Bà Trưng. Theo những người trong Nam Đền và người dân, con trăng xuất hiện kỳ lạ trong lúc tu sửa cải tạo lại ngôi đền và cho rằng nó là hiện thân của các quan giám sát. Suốt 2 năm con trăng nhịn ăn, thậm chí người ta còn đặt trứng sống vịt con nhưng con trăng không hề động vào thứ gì, cũng không tìm mồi mà chỉ quẩn quanh ngôi đền. Con trăng nhiều lần biến mất bí ẩn rồi lại xuất hiện khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ và có chút sợ hãi về những điều tâm linh. Tuy nhiên hiện tại con trăng vẫn sống sót trong ngôi đền và hạn chế sự tiếp xúc với con người để tránh tình trạng tô vẽ thần thánh hóa con vật dễ dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan. Trong khuôn viên của đền mẫu Ninh Cường, xã Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định, phóng viên có thể nhìn thấy rất rõ một con trăng khá lớn đang nằm cuộn mình an nhiên ở dưới gốc cây. Con trăng màu vàng nhạt, có hoa văn khá đẹp mắt. Cái đầu hình tam giác của nó khuất trong khoảng tối của gốc cây si. Chỉ có đôi mắt màu vàng bé bằng hạt đỗ, đôi lúc lóe sáng kỳ dị khiến phóng viên không khỏi giật mình, lạnh toát sống lưng. Ông Nguyễn Văn Mai, trưởng ban quản lý di tích đền mẫu Ninh Cường bày tỏ, con trăng chẳng ăn gì cả. Suốt từ 2 năm nay, tôi và các cụ trong đền chưa từng thấy con trăng ăn một tí gì. Thậm chí, chúng tôi đặt trứng sống, thả vịt con và gà con để làm thức ăn, nhưng con trăng không động vào một thứ gì. Nó cũng không tìm mồi, mà chỉ quẩn quanh trong khu vực đền này. Những người dân tại đây đều nhớ rất rõ, lần đầu tiên con trăng xuất hiện tại đền mẫu Ninh Cường là vào trước Tết âm lịch năm 2016. Người phát hiện ra con trăng là ông Vũ Hữu Du, 72 tuổi, trước đây là thủ từ của ngôi đền này. Hôm ấy, theo lệ thường, ông Du mở cửa đền để thắp hương và lau dọn. Bỗng ông thấy con trăng treo mình ở máng nước phía sau nhà thờ mẫu. Đầu và đuôi của nó quấn vào máng nước, thân thể to như bắp tay người lớn, dài chừng 2,5 mét, đu đưa từ bên này sang bên khác. Ông Du giật nảy, ngã ngửa ra sau, tưởng sẽ bị con trăng tấn công. Xong, con trăng lại không có ý định làm hại đến ông thủ từ. Nó chỉ lắc lư mãi ở chỗ ấy. Cho đến khi nhiều người tụ tập quá, nó thản nhiên trườn hẳn vào nội điện, rồi nằm nguyên tại đó. Chưa từng có kinh nghiệm đối phó với tình huống tương tự, ông Du cũng như ban quản lý khu di tích đền mẫu Ninh Cường tỏ ra lúng túng, không biết nên đối xử thế nào với con trăng này. Họ mời một thầy cao tay trong vùng, gọi là thầy Hưng, đến để truy tìm gốc gác của con trăng. Sau khi cầu đảo, thầy Hưng khẳng định con trăng chính là các quan giám sát hiện thân để trông coi việc tôn tạo, sửa chữa đền mẫu. Thời điểm đó đang diễn ra công việc cải tạo một số hang mục ở đền mẫu Ninh Cường. Người dân nghe thầy Hưng phán như vậy càng tỏ ra vô cùng kính sợ. Gần nửa tháng người dân xì sụp quỳ lại thì bất ngờ con trăng vốn hay nằm trên máng nước bỗng dưng biến mất một cách nhanh chóng và lặng lẽ, giống hệt như khi nó xuất hiện. Người dân tiếc nuối kháo nhau rằng quan đã thăng rồi. Thế nhưng nửa tháng sau, khi họ vừa kịp quên ngày, thì con trăng lại nằm dài ở trên thành xà gồ của gian nhà nội điện. Mặc cho người dân đánh trống gõ mõ, đốt hương nghi ngút, nó vẫn không thèm di chuyển. Lần đó, con trăng ở lại 7 ngày rồi lại biến mất. Khoảng gần 1 tháng sau, cũng sau một đêm mưa dầm về, người dân Trực Phú lại thấy ngài xuất hiện trở lại. Con trăng ở tại đền mẫu Ninh Cường thêm 3 tháng rồi lại biến mất. Hôm ấy là đầu tháng 5 âm lịch. Lần này con trăng ở ngoài tự nhiên gần 2 tháng trước khi rơi vào lời bắt cá của anh Vũ Văn Ánh, sinh năm 1990, trú tại xã Trực Thuận, Nam Trực, Nam Định. Anh Ánh bắt được con trăng cân lên được 7,8 kg. Nhiều người đến trả giá con trăng 4-5 triệu nhưng anh không bán.
là người làm nghề sông nước, anh ánh hiểu và lo sợ những điều tâm linh liên quan đến những thế lực mà con người chưa biết đến. Vì thế, anh đã cung kính đưa con trăng trở lại đền mẫu Ninh Cường vào ngày rằm tháng 8 âm lịch. Từ bấy đến nay, qua nửa năm, con trăng vẫn ở lại ngôi đền cổ kính. Người ta nói rằng không chỉ có một con trăng mà là có tới 5 con, đại diện cho ngũ vị quan giám sát lần lượt xuất hiện tại đền mẫu. Theo quan sát của ông Vũ Hữu Du, vị thủ đền trước đây, tức là người trực tiếp nhất có mặt ở đền, thì đúng là hình dạng của con trăng trong mỗi lần hiện hình đều tương đối khác nhau. Ví dụ, con trăng lần trước to hơn, màu vàng óng ánh. Lần này, con trăng nhỏ hơn về kích thước, da cũng vàng sậm chứ không sáng. Một chuyện lạ xảy ra vào đầu tháng 2 âm lịch năm ngoái, vào dịp đền mẫu Ninh Cường tổ chức lễ hội truyền thống. Trước ngày khai hội, người dân tụ tập đông đúc để thắp hương cúng lễ. Bất giác, con trăng thả mình từ trên mái nhà rơi tự do xuống nền. Người dân giạt ra vì sợ hãi, nghĩ rằng con trăng sẽ có hành động bất thường. Nhưng nó không làm gì cả, chỉ bình thản bò về phía cổ ngai, tức ghế bằng gỗ được bày trong đền, ở phía trái thuộc hàng các quan. Trước sự kinh ngạc của người dân, con trăng từ từ bò lên trên ngai, cuộn tròn mình trên ghế, đầu lắc lư. Con trăng nằm trên ngai như thế, suốt 4 ngày diễn ra lễ hội. Người dân kéo đến đông nghìn nghịch, quỳ lại như thế sao? Về việc này, ông Nguyễn Văn Thuyết, cán bộ văn hóa xã Trực Phú xác nhận, bản thân tôi cũng trực tiếp đến xem ông trăng. Nếu không thấy tận mắt, không thể nào tin nổi, đúng là rùng mình luôn. Ông trăng ngự trên ngai một cách bình tĩnh, hoàn toàn không phải do bàn tay ai đó đặt lên hay ép buộc. Ông trăng dường như rất hiền lành, thậm chí nhiều người còn mạnh dạn sờ vào người ông để cầu may, nhưng ông trăng cũng không tỏ ra khó chịu hay đe dọa. Hiện tại, để con trăng có chỗ trú ẩn, ban quản lý ngôi đền mẫu Ninh Cường đã dựng một ngôi lán rộng chừng 20 mét vuông, có đủ cây cỏ, bể nước, hầm mát. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.